những gì thuộc về mình, những gì của mình và những gì thuộc về mình và những gì thuộc về đời sống này mà chúng ta quên rằng, hay là những gì thuộc về trong vòng 100 năm trên mặt đất này mà chúng ta nhiều khi quên rằng không phải chúng ta chỉ sống 80 năm, 70 năm, 50 năm hay là 100 năm bèo bọt trên mặt đất mà chúng ta thực sự đã từ muôn vô số hằng hà tịch vi trần, hằng hà sa số, muôn ngàn, muôn tỷ ngàn triệu hằng hà sa số, bất khả thuyết kiếp, chúng ta đã trôi lăng trên sáu nẻo luân hồi và trong tương lai chúng ta cũng sẽ tiếp tục nữa, không bao giờ dứt. Nghĩa là cuộc đời của chúng ta không phải chỉ giới hạn trong 100 năm mà cuộc đời chúng ta đã bắt đầu từ vô cùng bao nhiêu muôn tỷ kiếp quá khứ và khi chúng ta chết rồi còn tiếp diễn bao nhiêu muôn tỷ kiếp vô lượng kiếp trong tương lai nếu chúng ta không thoát ra khỏi luân hồi. Thì những nguyện và vọng, những sở hành và sở nguyện của chúng ta thì thường thường chỉ được trói buộc giới hạn trong thời gian rất ngắn của một đời sống này, trong thời gian từ vài chục năm hoặc 30 năm cho đến cao nhất là 100 năm. Chứ chúng ta không có những hạnh nguyện để mà thoát bỏ cái luân hồi, không có hạnh nguyện để mà không bị trói buộc vào luân hồi. Dầu cả tỷ ngàn năm trước đã bị trong luân hồi và cả tỷ ngàn năm sau nếu chúng ta không thoát ra khỏi luân hồi thì chúng ta cũng bị trói buộc lại. Do đó thì nếu cái hạnh nguyện chúng ta nhỏ thì chúng ta chỉ muốn thứ nhất là được đầu thai lại làm người, thứ hai thì cao lắm đầu thai được cõi cõi thiên, cõi trên, cõi trời để đừng bị đọa xuống ba cõi và cõi xấu tam đồ, chẳng hạn như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là ba cõi xấu. Thì cái nguyện, cái hạnh mà nhỏ, hạnh nguyện nhỏ của chúng ta thì chỉ muốn là không đầu thai vào ba nẻo xấu mà được đầu thai lại trong ba nẻo tốt. Nhưng cái đó là gọi là hạnh nguyện nhỏ bởi vì còn kẹt trong luân hồi. Dầu chúng ta có lên cõi trời đi nữa, cái đó cũng là cũng thuộc cõi của chư thiên, cũng là thuộc vào luân hồi. Cái hạnh nguyện khá hơn, trung bình hơn thì chúng ta lại muốn thoát khỏi luân hồi. Mà thoát khỏi luân hồi tức là chúng ta đạt đến niết bàn, mà niết bàn đó riêng cho chúng ta thì chúng ta có thể trở thành a la hán hoặc là bích chi phật, duyên giác phật. Nhưng mà cái quan trọng nhất trong đại thừa thì chúng ta không phải tu hành để chỉ đừng đọa đến ba nẻo xấu tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh tức là tam đồ. Cũng không phải chỉ để đầu thai làm người lại, cũng không phải chỉ đầu thai lên cùng với chư thiên, bởi vì chư thiên khi mà đã hưởng hết tất cả những quả rồi thì cũng bị đài đọa xuống những cõi xấu. Thành ra nếu chúng ta khá hơn thì cái nguyện hạnh của chúng ta lại muốn vượt qua cái cõi luân hồi, thì lúc đó nếu chúng ta đạt đạo thì chúng ta thành A-la-hán hoặc là bích chi Phật. Nếu chúng ta không có thầy mà tự mình đạt đạo thành Phật thì chỉ là bích chi Phật chỉ bán nhân duyên. Nhưng mà cái đó không phải là mục đích của tất cả chúng ta, mà cũng phải là mục đích mà từ đó xuất phát hạnh nguyện của Quán Âm Bồ Tát. Tất cả đại hạnh nguyện của Phổ Hiền Đại Bồ Tát, của Đức Địa Tạng, của Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, của Quán Âm Đại Bồ Tát, tất cả hạnh nguyện đó không phải xuất phát từ cái nguyện, cái hạnh mà đặt vào trong việc không rơi xuống ba nẻo xấu và được trở lại làm người hay là hoặc là lên khỏi chư thiên, cũng không phải chỉ thoát khỏi vòng luân hồi như cái hạnh nguyện khác hơn, mà đây là cái hạnh nguyện khác. Hạnh nguyện đó là xuất phát từ Bồ Đề Tâm, tức là